Chào các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao ở trên thị trường có nhiều cái bột sắn dây giả như thế. Thì đây là một cái lọ bột sắn dây giả này, cho các bạn nhìn thấy không? Các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp bột sắn dây này có mác miếc nhìn rất là chuyên nghiệp luôn này, các bạn nhìn thấy không? Nó lại thậm chí nó ghi là đây. Đấy. Mà cái hộp bột sắn dây này các bạn biết giá bao nhiêu không? Không các bạn, có chưa đến 70.000 một cân. Và để làm một cái cân bột sắn dây ấy thì phải rơi vào tầm 5 cân củ. Và mỗi một cân củ ấy, giá trong năm nay là rơi vào tầm 20-30 nghìn. Thì các bạn cứ nhân lên thôi, nó phải rơi tầm 100-150 nghìn một cân củ để tạo ra một cân bột sắn dây. Thì làm gì có cái chuyện bột sắn dây mà nó rẻ như vậy được. Nó rẻ như vậy là vì sao? Một là bột giả, thứ hai là bột sắn dây đã được pha trộn, thứ ba là bột sắn dây cao sản, thứ tư là bột sắn dây cao sản pha với bột sắn dây xịn, thứ năm là bột sắn dây xịn nhưng được làm không cẩn thận. Vì vậy các bạn mua bột sắn dây không phải đâu cũng giống đâu, các bạn nên lựa chọn mua những cái bột sắn dây nguyên chất và chuẩn, được lọc mà một cách cẩn thận thì nó sẽ có những cái chất lượng tốt và các bạn sẽ có thể là sử dụng để làm rất là nhiều công dụng cho sức khỏe. Chứ còn mua những bột sắn dây mà không chuẩn thì đôi khi nó sẽ hại sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới bên mình. Chào.